chào mừng các bạn đã đến với YouTube và những câu chuyện thi gồm và lâu lâu tôi, tôi sẽ làm một cái clip như thế này để trả lời câu hỏi vì thực ra có rất là nhiều câu hỏi thì tôi cũng đã trả lời hết rồi nhưng tôi sẽ chọn một cái câu hỏi mà nó hay nhất để tôi trả lời thì đó là những cái câu thắc mắc chính đáng thôi chứ không phải là những cái câu gọi là ấp giờ nào nhiều người xem đặt cái thai thô nào cho nó hot ôi vãi nồi cái đó tôi không biết dù ít dù nhiều ai trong chúng ta đã làm mấy công việc sáng tạo nội dung ở trên YouTube thì cũng đã một lần lanh tanh là có nên tiếp tục cái hướng mình đang làm hay là chuyển sang một cái hướng khác trước khi đưa ra quyết định thì chỉ có hai cái cần lưu ý thôi thứ nhất bạn có thích nội dung mà nên làm hay không nếu thích thì cứ tiếp tục và làm cho nó hay lên bằng cách nào để làm cho nó hay hơn thì coi tiếp hy vọng sẽ có câu trả lời cho bạn muốn làm cho nó hay hơn thì mình phải có trách nhiệm với nó mình phải có trách nhiệm với cái nội dung mình tạo ra còn trách nhiệm như thế nào đây chỉ là cái chia sẻ của tôi và các bạn chỉ dừng lại ở mức tham khảo không nên làm theo không mất công lại đổ thừa tôi suối dài Tức là bạn nên đem vào những cái hành động, cử chỉ, lời nói, bất cứ thứ gì để tạo hiệu ứng tích cực cho người xem. Rồi, hiệu ứng tích cực là cái gì? Nó không phải là một cái gì đó mà gây gốm đâu. Tôi ví dụ đơn giản một một cái nhỏ nhất thôi nha. Hôm đó tôi đi lễ, tôi thấy một bà cụ ngồi trên xe lanh bà loay hoay mãi bà không làm được chiếc xe vô trong thánh đường thì tôi đẩy bà vô sau khi đẩy bà cụ do thì tôi nhận được một lời cảm ơn, tạ ơn Chúa, cảm ơn con. Uh -huh. Thì sau đó tự bản thân tôi nhận thấy được là, ồ, oh, mình cũng nên như vậy, nên cảm ơn sau một cái hành động, một cái việc làm gì đó mà người khác làm cho mình, dành cho mình. Uhm, đó là một cái hiệu ứng tích cực đó, đơn giản. Hai. Khi chuyển qua cái nội dung mới, nội dung khác thì bạn có đầy đủ kiến thức về cái nội dung mà bạn sắp làm hay không? Tôi ví dụ nha, hiện tại bạn đang làm cái nội dung là hot trend đi, trending đi, trending như, rồi bạn cảm thấy cái công việc làm những cái hot trend đó, nó rất là chán, bạn muốn chuyển sang làm, chuyển hướng sang làm cái vlog, làm cái um, thể loại là cuộc sống hàng ngày xung quanh bạn. Thì bạn đã có đủ kiến thức về nó chưa? là bạn bạn đã có đủ kiến thức về vlog chưa? Bạn đã có đủ cái um, kinh nghiệm để nên đưa cái nào vào? Nên bỏ cái nào ra để cho nó hay hơn không? Một ngày của bạn tới 24 giờ lần Không lẽ bạn làm một cái clip 24 tiếng đồng hồ? Rồi, vlog là gì? ở đây tôi không có định nghĩa vlog là gì cả dễ ăn gạch lắm tôi chỉ nói cái cách hiểu của tôi về vlog thôi là tiếng xe chạy qua và mình phải ngồi mình chờ đó nó chỉ đơn giản là viết lại câu chuyện hàng ngày của bạn bằng hình ảnh và âm thanh bạn nên đưa cái nào vào, bạn nên cắt cái nào đi để cho nó gọn bớt, nó thú vị hơn chia sẻ về cuộc sống của bạn, những thứ hàng ngày xảy ra xung quanh bạn, video blog thì thực ra làm cái nào nó cũng thú vị cả nhưng những cái clip trước tôi đã nói rồi bạn phải nắm chắc nội dung của nó, bạn muốn làm gì với nó và cái mục đích để làm cái gì và đừng bao giờ làm những cái thứ mà mình không biết mình đang làm cái gì. Ok và bạn bè của tôi trong nghề phim này rất là nhiều và nghề phim thời điểm hiện tại nó rất là um, khó khăn và tôi cũng không có khuyên họ là mày thôi mày bỏ nghề phim đi mày qua mày làm youtube đi tôi đâu có khuyên như vậy. Trước khi đưa ra một cái lời cái chia sẻ về kinh nghiệm đối với ai đó thì tôi phải xem họ họ như thế nào họ muốn gì họ như thế nào là kiến thức kinh nghiệm cách trình bày thần thái giọng nói cách biểu đạt cảm xúc rồi đủ thứ kiểu hầm bà lần tay le sân cấu hết tôi phải xem như thế nào cái đã họ muốn gì hỏi tao đi tao trả lời với tự nhiên tao tao đi nhiều chuyện hả đó thì nếu như bạn có một cái thắc mắc gì đó về nội dung hoặc là về bất cứ thứ gì tôi có thể trả lời được thì cứ thả dưới bình luận á. Còn không thì um, mail cho tôi nếu như cảm thấy khó nói quá. Sẵn sàng chia sẻ thôi. Chia sẻ là một cái thứ gì đó nó um, rất là hay ho đó. Thứ nhất mình được ôn lại cái um, kiến thức và kinh nghiệm của mình. Thứ hai mình học được những cái mới từ các bạn. Cảm ơn các bạn đã coi clip. Hẹn gặp lại ở những cái um, live stream. Tôi rảnh tôi like, chứ không có giờ thì tôi like, chủ yếu tôi ngồi tôi làm việc thôi chứ tôi không có bỏ thời gian ra tôi ngồi tôi ghét giòn vậy mà nói chuyện nó mệt lắm, nóng nực lắm, bận áo rồi nóng nực lắm, giống như clip này đang bận cái áo ướt, sao màu nó đậm